Tổng thống Joe Biden được cho là đang chuẩn bị sẵn sàng các chi tiết để thực hiện một cuộc tranh đấu vào tòa bạch ốc năm 2024. Tổng thống Ukraine Zelensky đã chúc mừng tân chủ tịch Hạ viện McCarthy và nói rằng Ukraine đang tin tưởng vào sự hỗ trợ liên tục của ông và nhiều viện trợ hơn từ Hoa Kỳ. Cựu tổng thống Trump đã đóng một vai trò quan trọng phía sau hậu trường trong việc mang lại chiến thắng tại Hạ viện cho ông McCarthy nhờ khả năng đàm phán của mình. Cục hàng không dân dụng Mỹ thông báo đã đạt thỏa thuận với cơ quan hàng không dân dụng Hàn Quốc nhằm phát triển và sản xuất các máy bay cơ động tiên tiến tương lai. Thống đốc Ron DeSantis đã ký một sắc lệnh kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia tại tiểu bang này trong bối cảnh có một số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp tràn vào quần đảo Thảo Vy xin kính chào quý vị đang đến với bản tin Hoa Kỳ của The Saigon Post. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Vừa rồi là những điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau nhiều tháng đồn đoán, Tổng thống Joe Biden được cho là sắp công bố ý định tái tranh cử năm 2024 sau kỳ nghỉ cùng gia đình. Nhiều nguồn tin đã nói rằng Tổng thống đang chuẩn bị sẵn sàng các chi tiết để thực hiện một cuộc tranh đấu vào Tòa Bạch Ốc năm 2024, và ông ấy sẽ công khai ý định của mình trong những tuần tới, có thể sẽ xoay quanh thông điệp liên bang trong tháng 2. Một nguồn tin khác thân cận với chiến dịch năm 2020 của ông Biden nói với ấn phẩm rằng ông ấy sẽ đưa ra thông báo chính thức hơn vào tháng 4. Theo báo cáo, nhóm này đang thực hiện một cuộc đại tu toàn diện để chuẩn bị cho sự xuất hiện của ông ấy trên truyền thông. Ông Biden đã dành thời gian cho gia đình ở San Cross trong những ngày lễ và đã sử dụng thời gian của mình để nói chuyện với gia đình về việc thực hiện các bước hướng tới một cuộc tranh đấu khác vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo vào tháng 11, ông Biden nói với các phóng viên rằng đó là quyết định của gia đình và ông dự định thảo luận về cuộc bầu cử năm 2024 trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, đồng thời sẽ công bố quyết định cuối cùng của mình. Một cuộc khảo sát gần đây của Rasmussen Reports được thực hiện vào tuần cuối cùng của năm cho thấy chỉ 33% cử tri ở Hoa Kỳ muốn thấy ông Biden ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024. Hầu hết 55% số người cho biết họ không muốn ông ra tranh cử. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng chính trị gia Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện và nói rằng Ukraine đang tin tưởng vào sự hỗ trợ liên tục của ông và nhiều viện trợ hơn từ Hoa Kỳ. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong tất cả các lĩnh vực là rất quan trọng đối với thành công của Ukraine trên chiến trường. Chúng tôi trông đợi vào sự hỗ trợ liên tục của các bạn và sự hỗ trợ hơn nữa của Hoa Kỳ để đưa chiến thắng chung của chúng ta đến gần hơn, ông nói kèm thêm lời chúc mừng về Ukraine, ông McCarthy có phần ít hiếu chiến hơn so với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Mitch McConnell, người đã tuyên bố gây tranh cãi rằng việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraine để đánh bại Nga là ưu tiên số một của Hoa Kỳ ngay bây giờ, bất chấp các cuộc khủng hoảng lạm phát và biên giới đang diễn ra. Vào tháng 10, McCarthy cho biết Hoa Kỳ sẽ không viết xét trắng cho Ukraine nếu họ đang ở giữa cuộc suy thoái. Theo nghị sĩ Thomas Massey, Ukraine đã nhận được khoảng 100 tỷ Mỹ Kim từ những người nộp thuế ở Mỹ, tương đương với hơn 200 triệu đô la vào năm 2022 từ mỗi khu vực quốc hội. Gần đây nhất, chính quyền Joe Biden tuyên bố sẽ vận chuyển xe chiến đấu M2 Bradley tới Ukraine, mặc dù ông Zelensky đã phàn nàn rằng tại sao ông chưa được cung cấp các xe tăng hạng nặng của phương Tây, chẳng hạn như M1 Abrams của Mỹ hay Leopard 2 của Đức. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đóng một vai trò quan trọng phía sau hậu trường trong việc mang lại sự thỏa hiệp giữa các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện để bầu dân biểu Kevin McCarthy làm người phát ngôn của Hạ viện. Trong cuộc bỏ phiếu lịch sử lần thứ 15 cho vị trí diễn giả vào tối thứ Sáu, ông McCarthy cuối cùng đã chốt được thỏa thuận và giành được số phiếu cần thiết cho vị trí này. Theo một số thành viên GOP của Quốc hội, người đứng đầu trong số những người chịu trách nhiệm tạo ra một sự thỏa hiệp là ông Trump. Hạ nghị sĩ Jim Jordan, người sẽ chủ trì Ủy ban Tư pháp trong đại hội lần thứ 118 và là người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán này, ca ngợi ông Trump vì công việc của ông đang giúp mang lại một thỏa thuận. Điều này không thể hoàn thành nếu không có sự hỗ trợ và lãnh đạo của Tổng thống Trump, ông nói với Breitbart News. Một nguồn tin khác chỉ ra rằng ông Trump đã tham gia vào quá trình này. Từ đầu tháng 12, gọi điện thoại trong suốt tháng để thu hút phiếu bầu và củng cố sự ủng hộ dành cho McCarthy những cuộc gọi này không chỉ xảy ra một lần mà còn bao gồm các thư từ liên tục với nhiều nhà lập pháp khác nhau theo nguồn tin sự tham gia của ông trump vẫn tiếp tục trong suốt tuần này kể cả trong các cuộc đàm phán đêm qua và sáng nay trước bước đột phá quan trọng đối với mccarthy vào tối thứ sáu ông ấy đã gọi điện cho hạ nghị sĩ matt gates và andy bis cả hai đều đã bỏ phiếu chống lại mccarthy trong nhiều ngày và nói với họ rằng vấn đề cần được giải quyết Cuối cùng, ở vòng thứ 15, cả hai đều bỏ phiếu có mặt, giúp hạ ngưỡng phiếu bầu cho McCarthy. Dân biểu Kevin McCarthy cảm ơn cựu tổng thống Donald Trump vì giúp ông đạt đủ số phiếu để trở thành tân chủ tịch Hạ viện. Ông ấy sát cánh với tôi từ đầu và ông ấy thực sự giúp tôi lấy được những lá phiếu cuối cùng đó. Tôi nghĩ không ai có thể nghi ngờ sức ảnh hưởng của ông ấy. Ông McCarthy nói với phóng viên sau khi đắc cử chức chủ tịch Hạ viện. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay, cục hàng không dân dụng Mỹ FAA hôm 7 tháng 1 thông báo đã đạt thỏa thuận với cơ quan hàng không dân dụng Hàn Quốc phát triển và sản xuất các máy bay cơ động tiên tiến tương lai. FAA cho biết hai nước đã ký tuyên bố chung về hợp tác và chia sẻ thông tin liên quan các dự án hàng không tiên tiến cũng như cùng nhau thúc đẩy giám sát an toàn của các dự án này hợp tác với các đối tác quốc tế trong tích hợp an toàn các công nghệ mới sẽ giúp mang lại các lựa chọn hàng không hiệu quả và bền vững quyền giám đốc FAA Billy Norland nói thỏa thuận hợp tác được ký kết trong bối cảnh các công ty trên thế giới đang chạy đua phát triển công nghệ taxi bay tầm thấp hay còn được gọi với cái tên máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trước đó mỹ cũng đạt được thỏa thuận hợp tác tương tự với nhật bản anh canada australia và new zealand mục tiêu nhằm hài hòa hóa việc cấp phép và kết hợp các dự án hàng không máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong phạm vi ngắn và trung bình cho phép tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đường bộ Hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 1, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã ký một sắc lệnh kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia tại tiểu bang này trong bối cảnh có một số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp tràn vào quần đảo Florida Keys vị thống đốc đảng cộng hòa này cho biết trong một tuyên bố khi những tác động tiêu cực từ chính sách nhập cư hỗn độn của ông biden tiếp diễn không ngừng thì gánh nặng từ sự thất bại của chính phủ biden lại đổ lên vai cơ quan chấp pháp địa phương những người không có đủ nguồn lực để đối phó với cuộc khủng hoảng này đó là lý do tại sao tôi phải kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia cũng như chi phối các nguồn lực của tiểu bang để giúp giảm bớt căng thẳng cho các nguồn lực địa phương nếu như tổng thống biden tiếp tục phớt lờ các trách nhiệm pháp lý của mình thì chúng tôi sẽ can thiệp để trợ giúp cho cộng đồng của chúng tôi. Sắc lệnh này cũng chỉ thị cho các cơ quan chấp pháp của tiểu bang cũng như các cơ quan khác cung cấp các nguồn lực để giúp các chính quyền địa phương đối phó với dòng người nhập cư bất hợp pháp ở quần đảo Florida Keys, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực ngăn chặn những cuộc di cư đổ bộ sắp tới dọc theo bờ biển của Florida. Văn phòng của ông De Santis gọi dòng người nhập cư bất hợp pháp này là đáng báo động. kể từ tháng 8 năm 2022, cơ quan chấp pháp địa phương, tiểu bang và liên bang đã bắt gặp hơn 8.000 người di cư ở vùng biển ngoài khơi bờ biển Florida, và con số này vẫn không ngừng gia tăng cho tới hiện tại. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại.